Thưa quý vị, sau khi bùng phát lại vào ngày 10 tháng 7, đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận 23 chuỗi lây nhiễm COVID-19, trong đó 2 chuỗi lây nhiễm phát sinh từ cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn đang có nguy cơ rất cao khi liên tục ghi nhận nhiều ca mắc những ngày qua. Dịch tễ phức tạp, vì vậy yêu cầu đặt ra là phải tăng tốc hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng mới có thể sớm kiểm soát được. Qua khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm sàng lọc diện rộng, đến ngày 28 tháng 7, chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn đã ghi nhận 120 ca mắc COVID-19 và tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc trong ngày hôm nay 29 tháng 7 qua xét nghiệm sàng lọc. Điều đáng lưu ý là đã có nhiều tiểu thương tại các chợ liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm này được xác định mắc COVID-19, khiến nhiều chợ đã phải đóng cửa. Những hộ bán thịt cá ở các chợ thì như vậy là chúng tôi là 3 ngày là cho tổ chức lấy mẫu xét nghiệm một lần. Còn những hộ là bán các cái mặt hàng thiết yếu thì như vậy là 7 ngày một lần. Cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn là nguồn cung cấp thực phẩm lớn của thành phố, từ đây tỏa đi khắp các chợ truyền thống ở các địa phương. Chính vì vậy, nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng là rất lớn nếu không kịp thời có biện pháp khoanh vùng truy vết. Trước cái diễn biến dịch phức tạp hiện tại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt ở Sơn Trà, thì chúng tôi đã huy động toàn lực cán bộ y tế là tại chỗ, khu xét nghiệm, điều tra dịch tễ và tất cả cán bộ là trực 24/24 giờ, cần thiết huy động ngay trong đêm. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục cho xét nghiệm rộng theo cái lấy mẫu từ từng hộ gia đình, đặc biệt là những cái hộ gia đình mà liên quan tới cái việc buôn bán lao động tại cảng cá Thọ Quang và lò giết mổ Đà Sơn, để chúng ta có cái chuẩn bị tốt nhất, làm sao là không để cái dịch bệnh nó lây lan cho người khác. Nhận định nguy cơ từ chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá Thọ Quang là rất cao, nên từ ngày 26 tháng 7, Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động cảng cá. Tuy nhiên, mầm bệnh hiện đã len lỏi vào cộng đồng, đặc biệt khi liên quan đến cảng cá, có đến 3.500 người và thực tế nhiều trường hợp vẫn chưa tuân thủ đúng quy định cách ly khi cảng cá dừng hoạt động. Đề nghị là đẩy nhanh cái tốc độ xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, truy vết, nhất là cái lò mổ Đà Sơn, rồi cái cảng cá. Bây giờ cái nguồn vẫn còn ở cái mức nguy cơ rất cao, thì tiếp tục là tập trung, và đặc biệt là đối với gần 3.500 cái người từ cảng cá Thọ Quang thì xin nhắc lại lần nữa là các quận huyện ủy, các địa phương cũng phải tập trung quản lý và quán xuyến cái lực lượng này. Với đà lây nhiễm đang tăng cao trong những ngày qua, các giải pháp khoanh vùng, truy vết cần quyết liệt hơn nữa thì mới có thể sớm kiểm soát hai chuỗi lây nhiễm có nguy cơ rất cao này.